Bà con ơi, thịt ếch, bà con biết con ếch hết rồi phải không? Thịt ếch nó rất hiền mà nó rất tốt, nó rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà riêng có một số người có bệnh thế này không ăn được thịt ếch bà con à. Người trẻ em từ 10 tuổi trở xuống không ăn được thịt ếch. Bà bầu, người có bệnh hô hấp, huyết áp cao, mỡ máu, phụ nữ đang cho con bú, say rượu và uống rượu là không ăn được thịt ếch. Bởi vì ăn vô là bệnh mình càng nặng hơn, đó, nó khó chữa thêm. Đó, cho nên những người đó là không ăn được thịt ếch, đó là trẻ em 10 tuổi trở xuống, bà bầu, có bệnh hô hấp, huyết áp cao, mỡ máu, phụ nữ đang cho con bú, say rượu, uống rượu là không ăn được thịt ếch. Bà con nhớ nha bà con, ăn thịt ếch nó tốt, thật tốt cho sức khỏe, nó an thai, lợi tiểu, chữa cương tích ở trẻ em, suy dinh dưỡng, hư hàn, ngứa, lở lét. Đó, thịt ếch nó có protein, canxi, bột pho. Đó bà con ơi, tốt ha. Chất béo, kali, sắt. Đó, rồi là còn nữa. Đó, omega, magie, vitamin A, B, D, C, canxi, ra mồ hôi. Đó, là biến ăn, ho, sốt. Nhưng mà ăn không quá 500 gram một tuần. Người lớn 300 gram một tuần cho trẻ em. Đó, ăn vậy nha bà con. Một tuần á là người lớn ăn không quá 500 gram, trẻ em không quá 300 gram một tuần một tuần. Đó, thịt ếch nó tốt vậy. Nhưng mà bà con ta ăn vậy cho vui vẻ, mạnh khỏe nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào nào, xin chào.